Đây anh em, tôi hướng dẫn anh em cái bài mồi châu Phi hôm trước mà tôi đi câu tôi về vào lục này. Đây là lạc giang này. Lạc giang rồi cho vào máy xay sinh tố xay. Này tôi trộn này không phải là nó muối rô phi đâu. Anh em câu dính cả chép đấy. Nhưng mà thực ra chỗ này nó chỉ là ít chép. Mà câu bình thường nó vẫn dính chép đấy. Ok. Đây là khoai lang luộc này, hai củ này, hai củ nhỏ đây, em tính ra là chỉ một củ thôi, một quả chuối lạc giang này, lạc giang xay này, đây cái gói chép tàu này, để nhỡ có chép thì bắt nhá, tôi cho chép, chép tàu này. Đấy. Cho nửa gói chắp tàu. Đây là thính chảo. Thính chảo này, chắp tàu này, chuối này, ngô này, khoai này, lạc này. Mấy cái này anh em có thể oánh lăng xê được. Ok, lên chép, lên trôi. Vẫn lên bình thường. Đấy. Rồi thì anh em trộn lẫn tất cả lên với nhau, nó quyện và nó sẽ hơi khô một chút. Anh em mang đi đánh mùi V. Nó chỉ là hiệu quả luôn. Anh em có thể trộn cái bài này đi đánh lăng xê được. Trôi chép khá nhạy luôn chứ không phải là gì. Đấy, tôi hướng dẫn luôn anh em. Anh em ngửi mùi nó rất chi là thơm và nó bùi. Ngọt nữa. Đấy, cái này đánh lên lăng xê nó khá hiệu quả này. Không phải dạng vừa đâu. Bóp thật kỹ. Cho nó quyện đều hết vào với nhau. Mùi V như này thì hơi ướt, cần khô hơn một chút nữa. Khô hơn tí nữa thì tốt hơn. Đây, tôi cho thêm một ít chắp tàu nữa cho nó khô. Đấy, thế nào mà rơi khoảng 6-7 phần gói chép rồi. Anh em bài này cực kỳ hiệu quả nhé. Không phải, thôi gãy cái móng tay rồi. Đèn. Không phải mỗi rô phi đâu. Cái này anh em câu treo trôi chép cũng được. Kể cả mang đi bánh lăng xê luôn. Mùi nó rất chi là ngon. Anh
em đánh lăng xê trôi chép này, câu mồi vê này, kể cả anh em câu đài luôn nhá. Này anh em đi câu đài được luôn. Đây cả câu đài, câu lục, câu vê, câu lăng xê luôn. Anh em mà nhớ bóp thật kỹ vào để cho các nguyên liệu nó quyện đều vào với nhau. Đấy, như tôi trộn chỗ này là tôi phải câu được khoảng 4 buổi, câu về lưỡi cô về và lục là phải được 4 buổi này. Cái này chép với cả trôi khoái cái này lắm, rô phi thì không phải hỏi rồi. Rồi, nhắc lại anh em bài này cực kỳ nhạy. Nó so với cái bài mồi khóa của tôi thì nó rơi vào khoảng tầm 17, 110, 17, 18 gì đấy. 110, 18, 110, nó không chênh nhau lắm đâu. Anh em nhìn nó cũng gần giống cái bài mồi V của tôi, gần giống cái bài lăng xê đúng không? Gần giống, mà nhìn màu mồi nó cũng gần giống cái bài lăng xê khóa đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Bài này nó cũng khá hiệu quả này. Cực kỳ hiệu quả luôn chứ không phải khá hiệu quả luôn. Không phải quá, khá hiệu quả. Rồi, đấy, đi câu về tí vào rồi anh rầm 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 phi lên kinh lắm. Ngày trước tôi vẫn hay trộn bài này đánh lăng xê nữa này. Thế nhưng mà do là rang lạc, mỗi lần rang lạc xong rồi giã nó lách cách. Thế thì tôi hay rang cho vào cái lọ, rang khoảng cân lạc cho vào cái lọ để tôi đi câu. Thì thằng tôi trộn mồi V với cả mồi lăng C một lâu rồi lười 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 rang này, thường ngon ngon có véo ăn hết này. Cục này khá to này. Nhỉnh hơn nắm tay một tí nhưng mà cục này mà câu đấy tôi bảo cục này mà câu V tôi phải câu được 4 buổi. Đây, cho chú bóng. Đấy rồi, tôi đi quánh rô phi về vào câu rô phi. Nó hơi lách cách một tí, nhưng mà nó hiệu quả thì cực kỳ cao. Tôi cầm một cái này này, cho anh em thấy. À, đúng rồi. Đấy. Cầm như này này, không có là nó rơi đi điện thoại. Đấy, cầm như này. Đấy, cầm tay lên đằng trước. Đây cầm bên này, cầm bên này, đây cầm vào đây. Đấy đúng rồi, cầm vào giữa cái điện thoại ấy. Cho cầm như này, cho quen. Quay mũ tải câu kìa. Quay ở ngoài nước kìa. Rồi, anh lại cho thích gần quay đây. Bố. Nó có cái mực đây. Đấy lại thả sâu hơn rồi. Cẩn thận nhá, mắc đấy. À, anh nhìn ạ. Nó chỉ ở chỗ đây thế này. Đây đây, là, đây là có cái chả. Chỉ ở đây thôi. Bố cho cả túi bóng và gì không biết. Cái gì mà chú đúng không ạ? Bố chưa câu được con nào nhỉ? Thôi cứ để cái túi bóng ở đấy cho cá nó khỏi nhảy bên rượu. Không. Nó nhảy nó bắn đầy mọi người. Rồi mình đã đi được từ bóng. Bắt đầu triển khai kế hoạch. Đây mình rượu. Cô thôi. Cô to bong mất kìa. Cô to tướng. Đây mình rượu quen cá nào. Quay quay.
bỏ cái túi ni lông đi. Bỏ túi ni lông đi, nó bắn ướt hết người. Ngứa mắt lắm. Ngứa mắt phải chịu. À, chưa quen mấy cái quen. Cái con to đấy. Bây giờ về được rượu quay. Xấu. Quên ngược máy thôi. Ôi sợ. Thế thôi cháu không quay là lười là. Cầm có khổ khiếp. À. Trôi trắng. Cái con trôi trắng ngon phết. Đóng vào mồm. Tưởng nó chép, nó còn trôi. Máy tì đẹp thế. Ây da. Bóng mới là sao? Nó có trôi trắng đẹp phết nhỉ. Nhìn này, xui nhỉ. Dài ngoăng. Là con trôi ngậy. Béo.